chào mọi người đã đến với channel của Mèo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục clip về game Minecraft. Và nếu như mọi người thích clip này thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho Mèo với cả team của Mèo nha. Link channel của Mèo và cả team của Mèo thì Mèo sẽ để dưới phần mô tả. Và cuối cùng là mọi người đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ channel của Mèo. Bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ta-da! Chị Panda ơi! Chị Panda! Chị Panda! Em có chuyện này nói... Đợi em tí. Em có chuyện này muốn nói với chị nè. Em vừa nghĩ rồi. Ủa mà Mèo ở đâu? em đây, đâu mà xong nè. Rồi, hôm nay em sẽ làm một thử thách. Nào giờ chị Panda có thấy là người ta xây nhà bằng lốc nước nè, bằng lốc lava, rồi bằng rất là nhiều lốc. Nhưng mà chị Panda có bao giờ xây nhà bằng lửa chưa? Cái lửa này nè. Lốc lửa hả? Cái này nè. Chưa bao giờ. Nếu mà chị Panda thử tưởng tượng, nếu mà mình xây một cái căn nhà mà xung quanh toàn là cái lửa này không thì sao? Mà chị nghĩ cái lửa đó làm sao mà chồng chồng lên được, nhìn nó kiểu nó khó quá hả? Em vừa mới suy nghĩ ra một trời, có chuyện mà vui gì vậy? Cái con gì vậy? Phúc thành phù thủy rồi. Cỡ chợ bay. Tên hết. Con đi đâu vậy? Cái gì vậy? Cái chổi bay của Hút. Cái chổi bay hả? Cái này là chổi bay hả? Chổi bay của tôi á. Cái gì nhìn lạ quá hả? Tôi điều khiển nó được luôn Mèo. Coi nè. Ê chạy nhà chạy nhà. Bảy nha. Ủa sao điều khiển nó được hay vậy? Đã không? Sao điều khiển được hay vậy? Bay. Ê rớt xuống biển. Rồi xong luôn. Tắt lửa luôn rồi. Rồi luôn. Ui mà sao điều khiển nó được hay quá vậy? Trời ơi tôi mới làm chổi bay đó. Nói nghe nè. Hả? Sao nó rớt xuống nước mà lửa không tắt luôn không? Chổi bay của tôi chổi bay xịn mà tôi có cách làm lửa không bao giờ tắt được. Bậy quá, lửa này lửa của tôi dẹt ra mà. Trời ơi đâu. Lửa đó. Dán lên chỗ bay là không bao giờ tắt được, tôi phù phép lên chổi đó. Trời ơi. Đó là sự bùng. Ê, lửa không bao giờ tắt. Hả? Có ông đây tôi cũng nó muốn nói với ông này nè. Nói gì? Tôi tính xây được tôi muốn xây một căn nhà an toàn mà nhà lần an toàn á. Đúng rồi, mấy lần trước thì tôi thấy là ông xây nhà an toàn kiểu như là để lava ở ngoài hay là cái gì gì đó vân vân để bảo vệ căn nhà. Bây giờ tôi có một căn nhà an toàn khác, ông có thể xây cho tôi được không? Coi nè. Hả? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Ủa? Ảo thuật thử rồi, tôi không bao giờ chết mà sao tôi chết được hay vậy ta? Ảo thuật không bao giờ chết. Tôi cầm cái này lên cầm rồi cái mà. Cầm cái đó lên mà con cũng chết thôi à. Cái gì vậy? Thầu lâu. Ừ, chán. Rồi. Cái này nè. Hả? Ông có cách nào mà xây nhà bằng lửa không? Có. Có. Tôi xây nhà bằng lửa, bằng nước, cả bằng hơi đánh rắm cũng được nè. Ôi trời ơi. Hơi đánh rắm là gì? Tại vì mày muốn xây nhà bằng lửa đúng không? Đúng rồi, nó nghe nè. Ok. Thích. Vậy tôi vừa mới tìm được một loại lửa mới. Loại lửa gì? Nếu mà loại lửa này kết hợp với một nguyên liệu nữa thì nó có thể trở thành một lửa bất tử, nó sẽ không bao giờ tắt. Rồi, để tôi xíu tôi lấy chỗ ba vô tôi chở Mèo đi xây nhà. Chứ vậy? Cũng được nữa. Đi xây đây rồi nó cháy nhà, cháy khu này hết á. Đúng rồi, mình phải đi qua. Mà sao hết chiếc xe nó có một chỗ ngồi làm sao mà chở kìa. Đúng rồi. Chở được. Sao mà chở được? Được nè. Chị chạy bộ theo hả? Tôi đặt hai cái chỗ ngồi kế bên ra. Đúng rồi, đặt hai ghế đi. Nè, rồi tôi chở hai người bay đi xây nhà ha. Đúng rồi đó, qua phần được qua bãi đất trống của chúng ta. Chúng ta hay có bãi đất trống đó. Nè, tôi chở lại nè. Rồi, cởi qua đây. Rồi, ok. Rồi. Wow. Bay từ từ thôi. Trời ơi, ghê quá. Rồi, xuống. Ở đây xuống nhẹ nhàng mà chị Panda lên. Đó, lên. Ô. Đó. Chị Panda lên chưa? Chị Panda lên chưa? Rồi, lên rồi. Wow. Đây là trong nhà. Cái này khó giờ phải không? Ảnh phát hiện quá. Tại bay nhanh quá, tốc độ là mình mờ mắt á. Đây, tới bãi đất trống nè. Nè, tới bãi đất trống rồi. Xuống. Em sẽ hay thế. Xíu chút nữa. Ông chơi ác gì hết. Đáp nhà an toàn. Để tôi điều khiển nó bay đi chỗ khác nha. Ông đưa đi chỗ khác đi. Con này nó giống con rơm quá ta. Để cho nó bay. Rồi, nó bay đi. Bye đó Mèo. Bye. Trời sao không để sao nó thông minh quá hết. Rồi ông để nó đứng trên đó luôn hả? Để nó đứng trên đó đi. Rồi giờ ông đưa cho tôi cái lắp tạp hình đi hết. Đưa tôi cái lắp tạp hình. Rồi ông lấy luôn đi. Nè hút. Tôi vừa phát hiện ra được một bí mật của Minecraft. Không có gì bất ngờ hết trơn vậy. Bất ngờ quá, bí mật gì vậy? Trời ơi bí mật gì vậy? Vỗ tay cho bí mật của Mèo. Đâu rồi diễn xong. Rồi đây cái bí mật của tôi là đây. Cái lớp tầng hình này, ông thấy lớp tầng hình chưa? Đấy. Ông đưa tôi cầm lớp sao tôi thấy bà nội. Nè. Đó ông cầm lớp đi. Ê bậy quá, đưa lại cho tôi đi rồi đó. Rồi. Đó. Chuyện cá gì? Một khi mà chúng ta có thôi, bà đang không cần thấy đâu. Đúng rồi. Một khi chúng ta có lắp tàng hình rồi. Cháy tôi rồi. Thì lửa sẽ không bao giờ tắt. Ừ. Đó. Cho dù trời có mưa đi chăng nữa, lửa cũng sẽ trời không ơi mưa đi.
Thấy chê chưa? Ghê quá. Thật là bất ngờ. Bất ngờ quá, đi ngủ tí xíu. Hay quá ha. Bình tĩnh giùm tôi cái cần. Thấy tôi hay chưa? Thấy ghê chưa? Hay quá, ghê quá. Ông trời vỗ tay kìa. Ông trời vỗ tay luôn, nó thấy ghê chưa? Bây giờ chúng ta có thể hạ hồ xây được một căn nhà bằng lửa. Ok, vậy là mình có lớp tàng hình là mình có nhà bằng lửa hả bà nội? Thì lớp tàng hình chứ liên quan gì gì? Lớp tàng hình xây được một căn nhà bằng lửa. Đâu? Nè. Em mà ông không biết xây đúng không? Ừ. Thôi để tôi xây luôn cho, mệt quá. Bây giờ chúng ta sẽ khoan cái cửa nhà ông. Cái cửa này nằm ở đâu vậy, hướng nào vậy? Để về tôi làm cái móng cho mèo xây ha. Ừ đúng rồi đó, ông làm cho tôi cái móng đi. Ờ nè. Để tôi làm cái móng cho mèo xây ha. Nè, cái làm cái móng nó vậy nè. Hả? Móng cái móng màu... gì vậy? Màu đỏ. Lửa màu thôi, đỏ. Thôi, lên cam á, màu cam, lửa, nhầm, đất sét. Đất sét cam, đất sét cam. Màu nào? Đất sét màu cam. Tết màu vàng được không? Không, tại vì màu cam nó hợp với màu lửa hơn. Nè, ông coi nè. Đó, thấy chưa? Là tôi dẹt thử lửa cho ông coi nè. Đó, thấy chưa? Hai màu giống nhau chưa? Đó, không thấy sao? Rồi, mình chơi ba màu vậy đi. Hai thôi đi, nhìn nhức đầu lắm. Nhìn nhức đầu luôn. Ok, vậy ông có lắp màu cam cho tôi không? Màu cam, ok. Đó, ông lắp cái sàn đi. Chia ra, ông muốn cái nhà rộng bao nhiêu? Cái nhà càng rộng xây càng nhức đầu ông ơi. Vậy cái nhà cỡ nhiêu đây hay được không? Nhà cho rộng rộng xíu nữa đi. Ủa chứ mèo nói càng rộng chứ xây càng nhức đầu mà. Bởi vậy, giờ đó càng sẽ... rộng đầu là rộng rộng tí xíu đi. Trời ơi trời, vậy cái nhà rồi xong, nhà an toàn luôn. Hai cái cửa, gì vậy? Nè bên này cho thêm đi, chứ sao mà ông xây chi mà tiết kiệm chứ vậy. Đó, mỗi bên ba ô thôi. Gì vậy? Bên ba ô thôi đúng không? Rồi xong. Ông đang chọc túi hả hết? Có đâu. Nay tôi đang làm thợ xây nha, rồi cái cục đi, cục này cục gì nữa đây? Ai biết, nay mới thấy mèo mày đặt cầm lót lên xây, đía. Ủa, tôi đía là chuyện, ui da là chuyện của tôi chứ. Rồi xong. Cảnh ra coi sao mà chặt chỗ quá. Em thấy vòng vòng, ba em vòng mèo á, dặn cho mèo nhức đầu. Vậy bên đây đặng cho nhường cho em xây cái nhà này. Ừ, thôi em không biết xây đâu. Em muốn thầu cái nhà đâu. Này lâu lắm rồi. Ông thầu nha. Cho chị xây đi mèo, chị mới đi học thợ hồ, làm thợ hồ xong rồi. Rồi như đây đủ chưa ta? Hay là làm miếng nữa qua đây. Ra miếng nữa. Giờ nó rộng dữ lắm luôn á. Ê ê, tôi biết rồi nè. Ông làm gì vậy? Biết rồi. Lửa vòng vòng, nhà của lửa không phải có lửa vòng vòng. Ờ đúng rồi đó, không bên lắm, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hình như thấy hơi sai vậy ta. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đấy, hút bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Rồi, xong. Rồi sao đặt lửa lên trên đây rồi chẹt lên. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xây lửa như vậy. Đấy, bước thứ hai để tôi làm cái cửa sổ nhìn ra ngoài cái. Ôi, nhà này có cửa sổ được luôn hả? Ủa chứ lại không tính gắn cửa sổ. Mỗi lần đứng nằm trong nhà này là y như con heo quay luôn á. Sao giống heo quay? Ủa, sao cái còn gì nữa? Cửa sổ không được ta. Không, nó không có nóng đâu, nó không có cháy luôn. Cái cửa đó là em đặt nó cho nó dễ tới xây thôi chị Minh Đa. Trời ơi. Thôi đi. Tôi nói cho một điều là lửa ông đặt sai ý tôi rồi, cho nên là tôi sẽ sửa lại. Rồi xong luôn, tôi buồn quá mà. Ây da. Ê mèo, cái nhà bằng lửa bay được không mèo? Hả? Hồi nữa xây xong cái mình thử mình sử dụng cái nhà bằng lửa mình bay trời. Ôi. Nhà bằng lửa bay. Ừ. Ê, ý kiến hay. Ý kiến hay đó. Ê, vậy ở dưới đừng xây lóc cát. Từ từ thôi, mình sẽ dập cái lóc cát ra. Khoan. Mình giờ mình xây cho nó cái gì ngoài trước cái đi. Ủa, ai dập lửa tôi hả ta? Sao tôi thấy tự nhiên tắt lửa vậy? Tôi nghe nghi ngờ luôn. À, chị đứng dập lửa cái chậu ở ngoài không hà. À thì ra là vậy hả? Thôi nữa mình làm cái nhà bằng lửa biết bay ha. Ok. Đấy, bay vậy? Luôn. Tôi đang xây cái kiến cho nó. Đó. À, cái kiến hả? Ờ à, đúng rồi, giờ ông phụ tôi đặt lắp tàng hình đi hết. Đặt nè, lắp tàng hình nè. Đặt ra ngoài luôn nè. Ông thấy tôi đặt không? Để tôi dẹt lửa cho ông thấy. Đấy, đặt vậy đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Dường như cái điều gì đó là khiến tôi hiểu ra cái nhà của mèo rồi. Rồi ông đặt đi cho ông đặt giúp tôi cái đó nha, tôi dẹt lửa đó nha. Rồi, mèo cứ dẹt hay tôi cứ đặt. Đó, đúng rồi đó. Đặt bít cái cửa là không cho vô đúng không? Đợi cứ đặt bít cửa. Không. À! Ông vừa đặt cái lóc kiến của tôi đúng không? Không có. Chị Ba Đa đặt á. Chị Ba Đa đặt lại cho tôi. Chị Ba Đa đặt á. Tại sao chị Ba Đa lại đặt kiến của mèo chứ? Đó. Tại sao chị Ba Đa đặt xấu xa? Giờ ông nhìn hết. Nè là đây ông coi nè, ăn hết. Hả? Đâu? Nó không thể nhìn được cái nhà mà nó không có xiên vô trong, không thấy không? Thấy ghê chưa? Ờ, tôi cũng thấy hơi ghê. Cháy không? Lại gần cháy không? Không. Không cháy. Từ từ tại. À, cháy rồi đừng mèo lên. Đủ lại nó sẽ cháy, còn bây giờ ông sẽ lắp lại cho nếu cho nó được cái cháy nè. Tờ thứ ba nằm ở đây, chúng ta sẽ xây cho nó vô trong. Vô trong nè. Đây nè. Đó. Ôi trời ơi, tôi mới xây xong tôi đập luôn, hình như ông vừa đập lên gì phải không hết. Có đâu. Ông vừa đập chị Banda đó. Đồ á. Chị đi ra ngoài nè, chị đứng. Cái gì cũng đâu. Cái gì cũng đâu thường. Chị Banda này lúc nào cũng phá em với mèo quá vậy. Cái gì cũng đâu thường mà hết. Nè, cái này á là xây ở trên đường này nè. Không phải tôi đang xây không vậy? Hả? Cái này đúng nhất đầu luôn á hết. Thấy cái này xây không? Trên. Chị Banda này có phá mèo nữa nghe. Ông dẹt lửa vô chưa vậy? Trời ơi, chị đi vô chị làm phụ mà. Chị vô đây là chị có thể phá thôi. Chị có bao giờ làm phụ em với mèo đâu. Đó, chị giỏi lắm. Dẹt chưa đó. Đúng rồi, chị giỏi phá thôi. Bây giờ bắt đầu thấy đẹp chưa? Tôi thấy ngôi nhà này thật là nhiều lửa.
chúng ta sẽ xây thêm một cái logic gọi là một tầng nhỏ, một tầng lớn và một tầng nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới cái tầng lớn. Tầng này mình sẽ xây ở đây. Đây là tầng thứ mấy ta không nhớ nữa, nhưng mà mình cứ việc xây đi. Chị Minh đã thấy cái chỗ nào có cái lốc này rồi, chị Minh đã chật lửa nó giùm em đi. Ok. Hút không thấy không hút? Rồi. Ông thấy cái công trình này của tôi sao hết? Nó đúng cực luôn á. Đúng cực luôn đúng không? Nó đúng cực. Cái đầu luôn. Cái nghĩa thiệt là cực luôn á. Để tôi chẹt lên cái. Rồi, giờ nhìn nó ra 3 tầng chưa? Ê, đừng có chạy. Mi quá. Xong rồi, nó ra được 3 tầng rồi nè. Rồi, một bông khói lửa. Quay tới đây tôi quá đó, mèo ơi. Tới đây tôi tiếp tục được rồi nè. Đó, hình như tới đây là mình phải cho cái lốc này chẹt lửa lên. Để tôi đi ra ngoài tôi coi thử. Đúng rồi đó, tầng đó nó vậy đó. Rồi, gắn vô đi. Mình làm cái nóc phải không? Đúng rồi, mình sẽ làm cái nóc chị Minh nè. Gắn vô đi, hút không chạy một vòng chứ vậy. Được, chạy cho nó hơi ấm người. Bà Minh Minh đau kêu cho chưa làm. Rồi từ từ, để em vỗ lên đi rồi chị hả chị. Trời ơi trời, nằm đây không vẫn nóng. Trời ơi, nóng đổ mồ hôi luôn á. Cái này khá nóng á nha, nếu mà ở ngoài hè mà còn làm cái này nữa, trời ơi. Tôi muốn chảy ra thành kem rồi. Ông nằm đó ông lười biếng hả, hốt ông không xây phụ tôi luôn hả? Ông thiệt luôn hả, ông để tôi chị Minh đau tự xây, tự sinh, tự diệt luôn. Nè nè, để lên xây phụ cho chứ mắc công tôi đang xây chị Banda phá tôi hoài. Nãy giờ tôi hiềm giết vậy. Ủa phá là ông kêu tàn nhẫn chỉ chơi luôn. Tàn rồi chặt lửa lên giùm tôi đi. Rồi. Ủa cái này sao kỳ vậy? Cái ủa, này ai? Sao làm cái? Không phải chị nghe. Cái này ai làm đây? Phút làm đúng không? Nào. Cái này ông làm đúng không? Nào. Sao có thằng này bị fail đây? Chặt lên cái này đi. Tôi có làm đâu. Ông trời làm trời trời, nãy giờ tôi nằm đây. À, mình nằm cũng bị đưa thừa. Trời khổ quá. Ủa chứ nãy giờ tôi đặt nó chút xíu à. Mèo đang bước vào trái tim của hút á. Trái tim của hút nó rực cháy như vậy nè. Kệ ông đi, tôi đang xây cái nhà này, ông đừng có phá tôi. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra được đó. Có người phụ bạc. Trời mưa này sẽ dập tắt chứ, không thể nào dập tắt được trái tim của hút. Giờ có chẹt lửa xây phụ tôi không trời. Đó. Từ từ. Đúng rồi đó, tiếp tục đi nào. Để tôi gắn cái lốc này vô cái. Nhà này ở đây có bị sét đánh không mèo? Không, yên tâm đi, nhà này an toàn lắm. Trời mưa thì nghe nó nóng luôn mèo. Trời mưa mà nghe nó nóng. Trời mưa mà nghe nó nóng luôn. Trời mưa mà nghe nực luôn mèo. Xây cho đẹp nha. Rồi. Rồi ông giấy cốc tình hình nó vô đi. Em bỏ mưa ra giùm tôi cái này tôi bực mình đúng không à. Tắt mưa. Rồi ok. Lửa lên hết đi. Rồi, gắn vô. Tưởng gì này cũng xây được nữa. Đúng rồi, chẹt vô. Đấy. Ồ. Ê, ông làm trên lên miếng nữa đi. Tự nhiên làm gì sao quắc luôn á. Ờ, dưới đây được rồi, dưới đây đủ bay rồi. Nhưng mà nhìn ở dưới đây nó xấu à. Nó cái nóc nhà nó không được nhọn như ngọn lửa phải không? Okay. Mình phải làm cái nóc nhà nó nhọn lên y như một ngọn lửa đang thực sự luôn á. Trời ơi, con ổng lười biếng cái ông làm cái nóc nhà nhìn xấu quắc luôn á. Cái nhà hơi bị cụt tí xíu. Rồi nè, tôi có tầng trên này rồi nè. Đâu? Nè. Rồi đúng rồi. Ê, cái tầng này đặt cái lốc này mới đúng. Nè, thì đặt nè nó. À, tôi đặt đó. Rồi ok, tôi chặt lửa lên nha. Ông đặt đi, tôi chặt lửa cho. Tôi hay không? Hay, đặt đi, tôi chặt lửa cho. Đúng rồi. Tiếp tục đi. Rồi. Rồi. Sao cái này thiếu nè? À đây. Có. Rồi sao? Có. Rồi, nhọn chưa? Ông thấy nhọn chưa? Nhọn đót luôn, như cái đinh luôn. Rồi đó, vậy đẹp hơn rồi đó. Nãy là ông wow, nhìn cái nhà đẹp quá hết đi. Vô, tự nhiên cái nhà, tự nhiên. Rồi, từ nhà đó. Cái này là mình sẽ thay bằng cửa khác, tại vì cái cửa đó, cái cửa sắt á chủ yếu là để cho nó dễ xây thôi đó. Bây giờ nhà chúng ta sẽ là cửa này. Không trái cửa à. Nè, ông tông vô trong đây cũng đâu có bị gì đâu nè, không? Mình trong nhà mình có thể nhìn ra được ngoài bên ngoài nữa. Em mà ở trong nhà này hơi bị ồn ha. Hơi bị nực cái, tôi thấy hơi bị nực luôn á. Không. Trời ơi, tôi nói ông đây, cái nhà này mà buổi tối là dẫn sáng trơn ông ơi. Wow, đấy. Mấy bạn nghĩ sao về căn nhà của mèo? Wow. Nè, thấy chưa? Wow. Nhà mà ăn sáng nhất khu luôn. Mấy bạn nghĩ sao về căn nhà của mèo? Nếu thích căn nhà này các bạn hãy thử xây và cho mèo một like nha các bạn. Tan. Ủa, nhà ngầu dễ sợ. Công diện với công trình của tôi ghê luôn, đẹp dễ sợ. Ảnh diện không? Ảnh diện. Ủa mà khoan. Ngay chỗ này là cái chỗ gì vậy ta? Nhìn lạ quá vậy. Nào. Lốc kiến của mèo mà. Đây nè, ông nào làm tắt lửa trong đó chẹt lên hút. Sao giờ đó hiếu lốc kìa vậy? Đâu, tôi có làm tắt lửa. Sao trong này nhìn vô hiếu nè. Giờ đó chẹt lửa có được. Sao lại không được? Nè, gắn cái lốc vô chẹt. Rồi. Đó chưa? Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp thiệt. Cái nhà này ông không cần đốt luôn, đâu cần xài đốt đâu. Ừ, đó, nhà này lúc nào cũng sáng luôn á. Sáng nguyên vùng luôn, cái này gọi là cái nhà sáng nhất đêm luôn á. Ê mèo, ở nhà này ta tưởng đâu này là nhà bị đòi nợ xong ta đốt nhà không á. Tào lao nữa. Cái nhà ta đẹp đẽ vậy mà vừa vô mở hàng mấy câu du viên nè. Mèo, giờ tôi cho nhà này bay được chưa? Tôi cho nhà này biết bay được không? Ờ đúng rồi ha, nãy giờ mình quên luôn á, mình quên cái định chính của mình luôn á. Giờ tôi cho nó bay thử ha. Rồi ông cho nó bay đi. Đó. Chắc chưa? Khoan. Ông gắn động cơ vô kìa. Ê hốt, bây giờ mình phải cho cái nhà này tách khỏi đất đúng không? Ừ. Chứ nó mà dính là đâu có bay được. Được rồi. Rồi, đào ra cho nó tách khỏi đất đi. Nó chỗ này tách khỏi đất. Ui cha, tôi đập lộn cái gì rồi. Từ từ nha, để tôi gắn cái này lại. Tôi đập lộn rồi hút ơi. Rồi chẹt lửa lên, rồi xong. Mình phải chắc là mình đập cái cục đất nè.
Mình có đặt ở dưới luôn không? Có. Mình đặt ở dưới luôn, coi chừng nha, coi chừng nha. À, đặt mà. Gì chị Minh á? Chị Minh đã đặt trúng nhà rồi. Đặt trúng cái gì mà nó văng cái đỏ đỏ đó, chắc đặt trúng lúc màn hình. Rồi hút, ông lắp lại cho nó hút. Rồi lắp lại rồi. Rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lặn xuống dưới đây, mình đập dưới đây luôn nè, đúng không hết? Không cần. Không cần, sao nhà nó xúc ra được? Không, được rồi em ơi, được rồi đó. Cái nhà nó không có xúc ra nè. Có, dạ tôi gắn cái ghế lên là bay dù luôn á. Không chắc chưa, rồi, thấy rồi. Lên chị Minh A, từ, lên, chị Minh A vô nhà, ui da. Lên, đó, đóng cửa lại. Trời, đóng cửa là sao thấy đường bay, thôi khỏi cửa đi. Mở cửa ra. Trời em ơi. Rồi, lên nè. Oh, wow, mẹ mày có ở ngoài kìa. Đâu sao tôi coi được vậy? Để tôi xuống cho mày coi thử nha. Rồi nè, tôi ra đi. Ê ba hút, từ từ ông hạ hấp xuống, tôi đi chưa chạy ra ngoài tôi coi ông okay. Ông ba vậy kìa. Hạ hấp xuống chứ. Ê bây giờ con nhà tôi nghe. Rồi, ba chạy ra. Chạy ra. Trời, rồi bay lên. Wow. Ê. Cái đinh kìa. Sao có cái đinh kia đó vậy? Ai làm vậy? Lại giết cái đinh đó đi. Trời ơi, ai làm cái nhà tôi đẹp đẽ. Tự nhiên có nguyên cái đinh kia. Rồi, lại bút cái đinh, đó. Chặt. Rồi, ui da, cái gì vậy, Wow, ấy là đúng ba hồn. Lắp xe. Trời ơi, giết đầu mày. Cái này chứ cái chiêu gì của luôn á. Cái này gọi là giống cầu lửa của Naruto. Trời, ấy cả lúc cận nhanh kìa. Wow, nó xoay vòng rồi, giết đầu á. Sao giết đầu vậy hả? Xoay vô rừng luôn rồi. Ngủ khoan lửa luôn kìa. Ê, mình đừng gãy cây, Wow. Được rồi. Đáp thành công. Trời ơi. Sáng. Bà bên đâu nó chạy kìa. Trời ơi, xuống rồi. Bà tôi xỉu luôn á. Bà xuống được. Hưng nhà. Ê. Trời ơi, nó đập cái nhà kia luôn đó hết. Ok. Rồi, ông xuống được chưa? Ông tính làm ngủ khoan hả? Rồi, để tôi khoan vô rừng luôn. Nhìn đúng chóng mặt luôn á, nhìn đúng gắt luôn á. Cái nhà đẹp của tôi còn đem lên lên. Còn đỡ gặp chị ngồi ở trong kìa còn kinh khủng hơn. Trời ơi, nó tông tôi cắt tôi văng thiệt xa luôn nè. Cái gì vậy? Đúng rồi, xuống rồi hút. Ok. Đáp. Từ từ. Đáp. Ông đáp cái gì? Ông đáp. Trời ơi, sao cái nhà tôi muốn ba lê kìa trời con. Rồi, tôi nghĩ là tôi đáp được rồi đó. Đáp được chưa? Nó bay ra miệng. Thôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Ông không xuống được luôn hả? Không xuống được luôn. Sao kỳ vậy? Ông ao khỏi cái ghế đi, Ờ. Chạy ra, tao quánh tôi văng ra luôn kìa trời. Trời ơi, nó đụng nước cái nhà trùng. Trời ơi, nó quăng kìa. Trời ơi, nhức đầu thiệt chứ. Để nó bình tĩnh đi hết. Nó lại là nó quýnh tôi văng ra luôn. Ông để nó bình tĩnh đi, đang nóng nảy. Ông để nó bình tĩnh đi, đừng chọc nó. Nó trôi vô biển luôn rồi. Rồi. Xong chúng ta có một căn nhà lửa dưới nước. Ôi hay thiệt. Giờ chúng ta có một căn nhà lửa. Ok, tôi chỉ nghĩ là tôi giữ được nó rồi đó. Hút giữ được nó rồi, hút. Ông đừng làm nó nóng nảy nữa, hút nó đang một mình. Thôi tôi về là vị trí cũ, tôi đặt cái nhà này lại nha. Về đặt lại đi. Nhẹ nhàng thôi. Nó bực mình lên là coi chừng nó xây vòng tròn nữa đó. Rồi để đáp cái nhà xuống nhẹ nhàng thôi. Từ từ thôi. Rồi đúng khuôn, ý khuôn rồi, xuống luôn. Rồi xong. Rồi leo xuống đi, tự dừng cho. Rồi xong rồi đó. Trời cái nhà đẹp. Cái nhà triệu đô mà con miếng đất trước cửa nhà nè. Trời ơi nó xấu dã man. Cái nhà bằng lửa biết bao. Cái này là hơi điên khùng với mình. Tôi nghĩ ta. Một, ê, chờ, tôi muốn đem nhà này xuống nước để hết. Tôi cũng muốn có một căn nhà bằng lửa ở dưới nước. Ok, tôi đem xuống nước nha. Cái căn nhà này tôi bán, tôi nói. Tôi mà đấu giá căn nhà này là đắt thầy luôn, không tin đâu. Không bán là bằng mấy con nhà 6,500 hay 2,500 tôi đâu. Ông đáp từ từ xuống thôi, tưng hư nhà tôi sao? Từ từ, đang đáp. Để cho người ta có thời gian, người ta đáp được chứ. Một cái khoảnh đất nào mà có view đẹp ở dưới nước, ở dưới biển nha. Rồi nè. Được, đấy. Trời ơi. Rồi đó. Nó nghiêng, vậy sao được? Cái đất dưới biển nó có bằng đâu bà nội. Đây nè, chỗ này nó bằng nè. Tôi làm cho nó bằng luôn rồi nè. Sáng như cái biển luôn. Đó, trời ơi, nhà tôi. Ủa gì kỳ vậy, sao chỗ này nó thui mà sau lưng nhà nó sáng vậy hết. Không biết nữa mà vô trong nhà thì thấy nó hơi ngập nước tí xíu. Vô nhà thì bị ngập nước hả? Ừ. Ê, cỡ giờ mà mình bỏ cửa vô á, xong cái mình đóng cửa lại hết, xong cái mình lóc hết cái nước trong này ra được không? Không được. Sao ạ? Tại vì nó là vậy, nó không được. Hiểu rồi. Ok, được rồi. Nếu như mà mọi người thích cái căn nhà lửa này của mèo thì mọi người hãy để lại cho mèo một like và một subscribe cho mèo và cả team nha. Bây giờ chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye.